nhóm chính nghĩa địa quần xuống trên bờ xuống ruộng các bạn. Ok, chúng ta chị cái sự việc á, chị Đinh Lăng nhà ta vắng mặt 2 3 ngày hôm nay á, là có lý do đó. Bốn cái bè báo dân biệt đưa lên cái một cũng xỉu lên xỉu xuống. Ok, chúng ta chuyển qua cái giai đoạn 2 của câu chuyện này, đó là cái sự xuất hiện của chị Vy Oanh, và tiếp theo đó là tới báo gọi tên anh Mr. Đào. Chị Vy Oanh hôm nay xuất hiện, lần đầu tiên xuất hiện sau một thời gian vắng bóng trên mạng xã hội. Tôi nói nhanh nha các bạn. Trong loạt ảnh đi nghỉ dưỡng của gia đình, bà mẹ ba con Vy Oanh gây chú ý bởi với nhan sắc rực rỡ quá dữ. Vy Oanh cùng chồng đại gia và bà con, bà và ba con đang tận hưởng những ngày thảnh thơi sum vầy ở Mũi Né, Bình Thuận. Cả gia đình diện đồ tông xuyên tông xẹt tông màu xanh dạo chơi ven biển, màu xanh hy vọng đó các bạn. Ba con của nữ ca sĩ gồm bé Voi 8 tuổi, bé Su 6 tuổi, bé Mito gần 2 tháng tuổi, gần 2 tuổi. Thì là các bạn, nữ ca sĩ chia sẻ: các bé được nghỉ hè nên gia đình tôi đi du lịch. Dịp này tôi kết hợp với quay MTV mới mừng sinh nhật con gái thứ hai. Ca sĩ Vy Oanh cũng khoe con trai đạt kết quả học tập xuất sắc trong năm vừa qua, nhóc tì vui thích được đi chơi xa cùng bố mẹ và em. Đây là phần thưởng Vy Oanh hứa với bé Voi từ đầu năm học. Giữa tháng 4 năm 2023, tài khoản Facebook và cá nhân fanpage của có tích xanh của Vy Oanh đều không truy cập được. Trên thanh công cụ tìm kiếm của ứng dụng Facebook, các tài khoản cũng không còn xuất hiện ở vị trí ưu tiên như thường. Đó, thì cái bài báo này nói rất là ngắn gọn. Ở trong cái bài báo của những cái báo báo khác á, thì tôi thấy rằng á, là có nói cái sự việc á, là lập lập lên một kênh YouTube mới nữa, lập lên một kênh YouTube mới để mà dạy trẻ nói tiếng Việt thế nào đó các bạn. Tôi cũng chúc mừng cho em. Cái sự về sự xuất hiện của MVO này thì kéo theo là một cái gì đó sắp sửa diễn ra mà chúng ta đã đón rồi, tránh sao được mà tránh các bạn. Chúng ta đã bước lên cái cuộc chiến drama của chị Hằng rồi thì chúng ta tránh sao được. Tốt nhất là nên đối diện với thực tế. Nhưng mà một cái cách mà đóng kênh Facebook lại cũng là một cái cách mà để cho không có bị thị phi tấn công vào cũng rất là hay. Ok, cái tôi nghĩ là cũng vậy. Không lẽ giờ chúng ta quên hết tất cả đúng không? Mà những lời nói của chúng ta trong quá khứ có giúp gì cho chúng ta ở hiện tại không? Không giúp được. Tại đã nói nó là quá khứ, nó là kỷ niệm, và có khi nó là bằng chứng chống lại chúng ta, đúng chưa? Chúng ta có những lời qua tiếng lại với chị Hằng, chị Hằng có qua có trả lời lời qua tiếng lại với ta, nhưng rốt cuộc là chị Hằng bị bắt tạm giam 450 ngày, còn chúng ta thì không bị gì cả. Tại vì sao? Tại vì có một cái bộ máy truyền thông đứng ở phía sau. Nếu như người ta phát hiện ra chị Hằng của chúng ta làm rất nhiều điều tốt, giống như quỹ Hằng hữu oxy thế này kia, thì người ta có cái nhìn khác. Nhưng những việc làm đó không ai đưa lên cả. Tại vì bà Hằng lên là bà đã đụng là chạm. Bà giống như mà gặp Phật là chạm Phật, gặp quỷ là chạm quỷ, bà không sợ ai hết. Thì các bạn biết làm sao bụng miệng để bà được của chị Hằng của chúng ta được. Thì một chuyện gì đến nó cũng đã đến mà thôi. Những cái truyền thông tạo cho một hình ảnh rất là đáng ghét của chị Hằng chúng ta thì chúng ta phải chịu thôi chứ biết làm sao. Các bạn biết cái việc tốt nó không nói việc xấu thôi thì các bạn nghĩ đó là người xấu đúng không? Chính bản thân tôi cũng chịu không nổi, tôi không có nghe lời nào của chị Hằng cả. Nhưng tuy nhiên tôi cũng nói một hai cái video clip, tôi nói phụ nữ gì chửi quá trời à, thôi thôi không có làm gì tốt gì cho xã hội gì cả. Thì ngày hôm sau oxy đã đến tới Kiên Giang, một chiếc xe oxy của Đại Nam chạy xuyên đêm, chạy 7 lần 7 81 tiếng, chạy từ Bình Dương chạy xuyên đêm qua bất chấp những cái đợt những cái chốt giao thông, đã chạy về tới Rạch Giá Kiên Giang, và chúng tôi đã nhận được những cái bình oxy, những cái thiết bị y tế, những cái xe chiếc oxy lưu động. Các bạn biết bao nhiêu đó là bao nhiêu tiền không? Tôi ví dụ như cho Kiên Giang 50 bình oxy thôi, 50 bình thôi, một bình trong thời điểm đó là 5 triệu. 50 bình là bao nhiêu? Hãy 250 triệu không? Còn tôi nói bình nhỏ thì một bình 1 triệu thôi. 50 bình có phải là 50 triệu không? Trong mùa dịch Covid, các bạn dám bỏ túi ra các bạn cho người khác 50 triệu không? Có không? Dám không?
Tôi nghĩ là tiền ai cũng thủ cái tủ túi mình chứ, ai cũng thủ cái túi mình, khỡ lỡ may bị cái gì đó bất chắc thì lấy cái tiền mà dự phòng người ta ra xài. Có ai mà chơi ngang tàn như Đại Nam vay 300 tỷ một tháng đóng tiền lãi 3 tỷ mà để mua oxy để tặng cho những cái người nghèo không? Có ai dám làm không? Tại sao những việc làm này báo chí không nói? Đó thì tôi trở lại cái vì các bạn là cái việc mà những người phụ nữ chửi lộn nhau trên mạng xã hội là chuyện thường, nhưng cái chị của chúng tôi thì bị tạm giam, còn những người này không không bị gì cả. Thậm chí họ còn có những lời cay độc mà bên truyền thông không có đưa nữa, là cái gì yêu cầu giám định ADN của bé Hằng Hữu nữa. Các bạn có biết cái vấn đề này không? Các bạn muốn biết hay không biết thì sắp tới tôi sẽ kiếm đòi lại những đoạn clip đó, tôi sẽ liên hệ với anh Kiệt Tấn Đạt, anh Kiệt Hứa sẽ cung cấp cho tôi để tôi và anh cùng lên tiếng nói để cho cái công tâm. Bây giờ đừng có nói chị cái lỗi gì của chị Hằng chúng tôi cả, tại vì bị tạm giam 150 ngày rồi, xóa án tích rồi, không có tội ra, không có tội tình ở đây gì cả trơn á. Bây giờ giam thêm 50 ngày, 70 ngày, 100 ngày nữa đối với tôi không còn quan trọng gì nữa. Qua cơn bị cực đến hồi thái lai rồi, các anh chị hiểu không? Qua cơn thủy cực đến hồi bé lai rồi. Tại sao mình là người bị hại mà mình tắt cái kênh Facebook mình để làm gì? Tại sao mình là người bị hại mà khi mà cơ quan chức năng triệu tập mình lên mình lại không lên, và mình mét luôn đấy cả bộ công an, mình bảo rằng mình không có lỗi gì cả, cái thơ mời đó là cái thơ triệu tập đó là sai rồi, đúng là mời lên chứ không triệu tập. Tôi yêu cầu chị lên để làm rõ một số vấn đề, chị không lên tôi làm gì chị? Thì tôi phải dùng cái giấy triệu tập thôi, đúng chưa? Tôi không binh chị Hằng, tại chị Hằng bị tạm giam mà binh gì nữa. À, tôi binh chị, nhưng mà lỡ mà chị sai tôi sai theo làm sao? Tôi chỉ nói về triệu tập. Tại sao PC02 mời chị lên làm rõ một số vấn đề theo đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Tuấn, tại sao chị không lên? Chị chửi bà Hằng, chị không bị gì cả, bà Hằng, chị Hằng chửi chị Hằng là bị tạm giam, công bằng không? Đó thì tôi nói các bạn, tự nhiên họ corrupt, thậm chí đưa lên cái thông tin rằng mình bị cấm xuất cảnh nữa chứ, một số kênh YouTube bị xóa bị đánh băng quyền, cái mới ghê không? À, mà ai đánh băng quyền? Mê Túc, Mê Túc Network đánh băng quyền, tôi xin bản quyền không được. Thường thường Mê Túc rất là dễ xin, nhưng mà cái vấn đề này là Mê Túc thừa lệnh của ai đó đánh băng quyền của những người YouTube. Trời ơi, kênh YouTube có 500 sub mà không bạc kiếm tiền mà đánh ta đánh chi? Điên loạn rồi, điên loạn hết rồi. Thì tôi nói các bạn rồi, chị Hằng về tạm giam như quá đủ rồi. Bây giờ VO xuất hiện như vậy thì coi như là sắp sẽ có biến xảy ra, mà biến như thế nào tôi biết, tôi cũng không thể nói được, tại vì đó là bí mật của quá trình điều tra. Thì tôi nghĩ rằng có biến cái gì đâu, phiên tòa sắp sửa diễn ra rồi, có biến cái gì. Ngày 1 tháng 6 năm 2023, thay vì diễn ra phiên tòa đến ngày 5 tháng 6 năm 2023 là kết thúc, nhưng mà cuối cùng là gãy gánh tương tư hồi lại. Hồi lại do đó là trà tòa đã trả hồ sơ yêu cầu làm rõ ba nội dung. Nội dung thứ nhất là có hay không cái vai trò đồng phạm của ông Quỳnh Vy Dũng. Cái vấn đề thứ hai nữa là sắp sửa tôi đang nói nè, cái bên bị hại phải chứng tỏ được những cái báo cáo tài chính có liên quan đến quyền và lợi ích của mình bị xâm hại theo điều 331. Cái vấn đề thứ ba nữa là vấn đề gì các bạn, tự nhiên cái tôi quên luôn, tôi quên ngang luôn các bạn. Vấn đề thứ ba mà tòa kim đặt là có không cái tội lao vu khống làm nhục người khác theo điều 155, 156, 157. Thì bây giờ có hai vấn đề xảy ra. Phía bên viện kiểm sát sau một tháng điều tra, xin chào bạn Án Bạc TV. Cả Án Bạc cũng là một trong những YouTuber rất là hay nha các bạn. Các bạn qua ủng hộ cho Án Bạc các bạn ơi. Ok, xin chào mình đi. Có hay là không cái vấn đề mà ông Dũng là dây tòa đồng phạm, tôi nghĩ là không có, tôi nói thẳng luôn là không có đó. Còn cơ quan chức năng điều tra có không là cái diện của những người đó, tôi nói không có đó. Theo quan điểm của tôi nói không có đó, không 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 có động cơ để mà tấn công những người kia. Ok, vấn đề thứ hai nữa là một chút xíu tôi sẽ sắp nói hết qua cái like của bên bên MVBR đó, tôi sẽ chuyển qua đó. Làm sao bên bị hại tức là 10 người bị hại đó, có hai người ba người gì đó, họ phải chứng minh được báo cáo tài chính của họ là quyền lợi của họ bị xâm hại bằng những cái con số. Tôi nhắc các bạn lại một lần nữa nhé, chứng minh bằng những con số thực tế
không phải nói bằng miệng nhưng đồ chơi tôi bị thất thu 50 tỷ, 20 tỷ, 30 tỷ đưa con số ra đây. Không phải nói chuyện đồ chơi, đóng phim rồi nói chuyện cái kinh nghiệm mà bị nhiễm phim, phải đưa con số ra để cho tòa nhìn thấy. Bây giờ không đưa con số ra cho tòa nhìn thấy, như vậy là bên bà Hằng sẽ phản phé lại. Và nếu như phản thành công thì mấy cái người đó sẽ bị một cái tội khác nữa. Vu khống làm nhục người khác chứ không phải bị bà Hằng. Hoặc là lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm đạo và lợi ích của công ty Đại Nam, yêu cầu kê biên tài sản của Đại Nam. Đó thì chút xíu tôi sẽ nói vấn đề này. À, và lập tức bà Hằng đổi tội danh liền. Đổi liền, tại vì tôi không có xâm phạm lợi ích của anh thì tôi không bị 331. Hai cái tội 331 và tội vu khống người khác nó rất gần với nhau, nhưng mà tôi gần cái tội vu khống làm nhục hơn thì tôi sẽ bị cái tội ở đó. Lúc đó thì tòa sẽ viết lại cái cáo trạng. Ok, cái bên xin lỗi các bạn, viện kiểm sát sẽ viết lại một cái cáo trạng khác gửi lên tòa, tòa xem, tòa nói được cái đó là xong. Đó thì chúng ta chờ đợi. Nếu MVO này xuất hiện trong thời điểm này thì tôi nghĩ rằng là sắp tới rồi đó. Sắp tới cái phiên tòa rồi, tôi đoán là như vậy. Và theo quy định của pháp luật, tòa trả hồ sơ về cho viện kiểm sát. Đúng chính tả chưa? Viện kiểm sát thì theo quy định pháp luật 1 tháng tức là 30 ngày là thời gian tối đa. Tuy nhiên nếu như viện kiểm sát chưa có làm xong cái nhiệm vụ của mình thì tòa sẽ gia hạn thêm 15 ngày nữa. Còn đối với cái tài liệu về vụ án drama Nguyễn Phương Hằng mà đã đến viện kiểm sát rồi mà chưa đến tòa thì viện kiểm sát có quyền trả hồ sơ điều tra bổ sung 2 tháng. Chúng ta thấy cái sự việc bà Hằng bị trả hồ sơ 8 lần chúng ta biết luôn về pháp luật. Tôi học hỏi về pháp luật tôi biết luôn. Đó, trả 8 lần, cái việc bà Hằng trả 8 lần tôi biết hết trơn luôn các bạn. Tất nhiên là tôi phải tìm hiểu pháp luật, tôi phải hỏi luật sư để khi lên trên này có người nào người ta biết luật, người ta dặn tôi một cái rồi sao tôi trả lời. Đó thì tôi nói các bạn, MBN VMV1 rất là đẹp gái cùng gia đình xuất hiện trên mạng xã hội. Tôi nghĩ rằng sắp rồi đó, thời đỉnh điểm sắp sửa xảy ra rồi đó. Nếu mà giống như chúng ta suy nghĩ thì đầu tháng 7 diễn ra phiên tòa là quá đúng. Trong thời gian này chỉ còn có ngắn ngủi một tuần thôi, bên phía bị hại phải chứng tỏ được. À, bên phía bị hại chứng tỏ được là ai, như thế nào, quyền và lợi ích của tôi bị xâm hại bằng những con số. Tôi nhắc các bạn một lần nữa nha, bằng những con số, không phải nói chuyện bằng miệng, không phải nói chuyện bằng trực quan, mà tôi nói các bạn lên tòa người ta trọng chứng hơn trọng cung. Tôi nói có sai không? Người ta trọng chứng cứ hơn là cái bản khẩu cung. Tại tôi dùng từ chuyên môn cũng chuẩn lắm đó nha, vậy mà không ai khen tôi hay chứ các bạn. Trên phiên tòa người ta trọng chứng hơn trọng cung, tức là chứng cứ đó bằng những con số. Còn không có con số mà nói chuyện đầm bậy thì bị bên phía bà Hằng hoặc ngược lại, giống như trường hợp của chị Hằng Ni. Chú sĩ, cái quỹ hằng hữu của người ta lập ra mấy trăm tỷ, ở đâu ra bản sao kê, mấy bữa có cái bản sao kê vậy? Đúng chưa? Làm sao có 2-3 bữa có bản sao kê vậy, làm sao được? Tới mãi tới bây giờ mới có bản sao kê, là bài báo Dân Việt viết ra đó. Viết ra một cái người bị hại là chị Đinh Lăng đó là thất kinh hồn vía 2-3 ngày hôm nay ngủ không được. Trời ơi, cái người này là cộng tác viên, tôi không biết cộng tác viên cộng tác teo gì chân, nhưng người ta đưa ra một con số rất hay. Người ta còn đưa ra được những cái hợp đồng mà của cái công ty này công ty kia nữa, mà mấy chị này nói chuyện mắc cười lắm. Tại sao bên phía bị hại người ta không gặp cơ quan thuế mà bên phía bà Hằng làm gì? Ủa, người ta đang bị tội thì người ta phải làm sao cho người ta không có tội chứ. Nói chuyện giống như con nít đồ chơi. Nói chuyện giống như con nít đồ chơi. Tôi là cái người sắp sửa bị ra tòa thì tôi phải chứng tỏ là tôi không bị tội thì ra tòa mới thả tôi được. Bây giờ tôi không làm vấn đề đó thì ra tòa tôi lấy cái gì mà tôi công cái mỏ lên tôi cãi lên các anh được, đúng chưa? Đó, do đó là bên luật sư bà Hằng quá hay, bằng cái bài báo báo Dân Việt nữa, hay quá. Những cái người ký hợp đồng với những người ca sĩ đó phải chứng tỏ được chứng minh tài chính. Các anh không làm tôi tự làm luôn. Tại vì sao? Tôi tự làm vấn đề đó thì tôi mới thấy cái sự minh bạch, đúng không? Và lên trước tòa hai bên sẽ đối chiếu dữ liệu với nhau. Ký hợp đồng 2 tỷ, dám nói 10 tỷ. À, ngon, ngon. Đó, thì tôi sẽ qua cái vấn đề thứ ba nữa. À, thì MVO em xuất hiện như vậy rồi thì tôi cũng chồng mong cho em được hạnh phúc với bên người thân và gia đình. Còn cái sự việc em với chị Hằng của tôi bị tội thế nào thì để tòa đó nói đi, chứ tôi không có comment gì nữa. Tại vì tới thời nãy, tới buổi này còn comment gì nữa. Nhưng mà tôi vẫn đưa ra được những cái
những cái thuyết âm mưu cho các bạn xem là cái chị VO này nè, trước đó cũng có chửi chị Hằng, tôi có video clip ở đây nè, tôi có tin nhắn ở đây luôn, là sao, nói chị Hằng ngủ với mấy chục người đàn ông, nói con chị Hằng á là đem xét nghiệm ADN đi, tôi có khúc đó, ha, chuẩn bị tinh thần, tôi nói thì Hằng thế nào ra tòa cũng đem cái khúc đó ra rồi, đem cái khúc đó ra hà để quật mấy người này lừa được, nhưng mà nếu chị Hằng quật không được thì trong vụ án Hằng Ni quật tiếp, chúng ta còn cái vụ án của Hằng Ni và chú Sĩ nữa, các bạn đừng có lo. Trời, phim hay lắm, tôi nói các bạn phim hay dữ lắm luôn. Nó thì tôi nghĩ rằng trường hợp của VO xuất hiện là sắp sửa gửi ra phiên tòa rồi đó. Nhưng mà ngộ nha, nếu mà xuất hiện giờ này thì chừng nào đi Mỹ. Tôi nghe nói gần 20 tháng 7 MVO này có ca bên gì đó bên Mỹ đó các bạn. Rồi thôi thì cái việc đó, việc riêng tư của người ta nói làm chi. Chúng ta chuyển qua cái giai đoạn 3 nữa là những bài báo cà khịa anh Hưng. Tội nghiệp ảnh. Ảnh mới hết bệnh đó mọi người. Anh Hưng ảnh mới hết bệnh đó, cà khịa ảnh vậy sao anh chịu nổi. Ảnh mong manh, anh dễ vỡ lắm. Giống như trường